chào tất cả các bạn nha. Chiều nay mấy anh em mình đi săn bắt các bạn ha. Dớn này vậy? À, thấy mưa cạn quá mấy anh em mình đi bắt cá. Có không? Trời ơi, nãy giờ không ra không đổ chết đó hả? Quế, cái chạch nhật kêu đủ tên, ngang có tên các bạn. Ngày không có đổ. Rồi chút xíu nữa mấy này mình ra mượn săn bắt ra cá đồng này. Này, khu vực ở phía sau cơ quan mình nghe mấy bạn. Thấy nước rồng cạn quá mấy anh em đi. Bắt mấy cá đồng. Em cá lồng kiến, con này là kêu là con cá lồng kiến. Con người kêu con máy bay. Trời, mò dính đập thôi mà. Đó. Câu phi hả? Chạy. À, cưng đẩy rồi muốn ngăn anh gãy nó qua ở đây nè con nhớ. Ừ, đi qua nó đó. Trời, nó kiếm bự. Đó, gồ chạy lên rồi. Cái gì câu phi vậy? Kìa, chụp lại anh bự đó. Kìa, đợi rồi muốn kìa. Trời ơi, ủa xuống rồi. Nói ai con khuyên biết đâu. Kiến đó nè. Rồi, vô lỗ. Lùm. Trời, lỗ kiến bự. Cái chừng nó quay trở lại đó. Thế nào, nó ủa, xì tim lên luôn mà. Đi đâu? Nó dọc lên rồi. Chị qua luôn hả? Ờ. Một em nữa các bạn ơi. Được xả. Ê, ăn sao lên nghe nè nghe chưa? Ăn trên đó. À, trên chút. Ờ à, trên nghe đó. Đó. Này con cá gì đây? Vô mánh rồi các bạn ơi, bên này có cá lồng kiến lục xả rồi. Chơi con phi nữa kìa. Ồ, vô. Có sẹt cũng mấy con phi này khó bắt lắm. Mạnh lắm nè. Nãy gấu phi nãy thật thấy đó. Chừng chạy lại nha. Ồ chạy đang cạnh nó chút đây chân nè. Kìa chạy đục nước đây chân. Cây không. Đây kìa đó nè. Mũi độc. Trời ơi, nó chạy lên đây nè. Đó. Rồi chừng hai bên má quăng nhỏ. Rồi, trời ơi, nãy dở lên được rồi. Cái chừng hai má nha. À.
Nãy vô gỗ còn dở lên. Cao phi dữ lắm các bạn ơi. Ông còn nhỏ nè, ông làm giống chơi với mẹ ông nội ơi. Qua nội qua cho ông còn nhỏ chứ. Kìa hai bên má kìa. Bên má trong lỏng. Chừng qua chơi người ngoan đâu hay. Đó đó đó, kè kè, lụm nó liền. Một em Goofy. Đó nó. Giờ dở lên. Trời ơi trời, nãy vô không dở lên. Vô là trả lại anh rồi đó. Trời ơi, ngoài nhỏ để đi con phi bự hết biết không. Đó, lụm. Mấy người phi. Ôi giời. Mấy con quỷ. Chạy lên nó chạy các bạn ơi. Chạy sáng nước nè. Cái mương này là cái mương lắc nha các bạn. Ở bên đó cái ao cá phía sau cơ quan mình. Ở phía đây là cái ao lắc để người ta xả nước ra vô. Thì mấy tháng này nước nó cạn nên là mấy anh em cạn quá, mấy anh em đi mò nè. Nó giận quá trời luôn kìa. Ôi con cá gì, con cá cụ phi ông nội ơi, nó đưa kỳ lên bành kia kìa. Ê con nhỏ lên lụm cụ phi nè con nhỏ. Kìa kìa đưa kìa. Đây cá cụ phi lắm nha bạn, cụ phi này không phải cụ phi nuôi nha. Này nó thiên nhiên á. Ngoài sông vô. Kìa cái con dĩ chuối mình nó đang kịnh trên kìa lông đó đó, ừ đó bên đó đó. Ừ. Đó. Wow. Cái con gì? Nó qua mấy anh đó đó. Đó đó đó, đó nó chuối xuống đó. Đó đó đó. Đó, đó. Ôi, chạy luôn hả? Đó đó lên bờ, lên bờ, lên bờ. Trời trời cô bị bự rồi trời. Ê, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Kìa giục gỗ lên cho thật nó chậm không. Kìa nó nằm kìa, nằm kìa. Ê cưng đi ăn trước đó luôn, thật ăn trước luôn. Phi bự bạn ơi. Nhanh lại chụp nó, chụp nó, chụp nó, chụp nó, chụp, chụp, chụp. Nó cũng mệt. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quá. Nè, nó cũng mệt lắm rồi. Nó cũng mệt rồi. Chạy nó quản nó mệt. Chứ qua ba cái chạm. Ông Hoàng nhỏ tôi con bự quá, bác con nhơ, ừ bác nhỏ. Ừ, lại đó. Bác con này con kia nhảy bờ, chả chụp trên bờ luôn. Ngơi một con phi chà bá luôn bạn ơi. Đã.
con là ê con Phi đúng nè chẳng liền ha biết cũng có kinh chứ bộ trời ơi, trời. Thề nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Ê bà nhớ nè, nè. Rồi, mình ăn á. Đâu vậy? Cái bây giờ cũng vô nổi. Mất cây rồi, vui. Ăn á trời. Cây nhỏ, chú vậy đó. Mình chảnh lên chảnh trần kìa. Gì nhảy vậy? Ăn sao? Ờ, à, con quỷ chó. Ô mày là chó. Chó nó cũng tham gia nữa hả bạn. Con quỷ. Sao quậy tùm lum hết. Có bạn nào mua cái hàng cao này thì comment luôn nha. Mình bán luôn. Làm miễn phí luôn. Bán cây tặng cây. Ừ. Điều kiện là đóng gốc luôn nha, móc gốc luôn nha các bạn. Ừ, điều kiện là các bạn móc gốc luôn. Chừng nó vượt chạm. Chừng vượt chạm nghe bằng nhỏ. Mấy con cá này nó manh động như là mấy đua xe đó mấy bạn. Mấy con phi này nè, manh động như là đua xe vậy. Gặp mình là đệ ba chạy. Là không lợi nữa. Cái thùng kia bên rồi dưới gần không? Thấy kinh nghiệm chưa? Chạm thứ hai muốn muốn vượt chạm thì cũng hơi khó à. Chạm thứ ba là chạm. Hai con luôn, hai con luôn. Vượt nãy em khờ me kìa. Ấy gỗ không? Nè gỗ nè. Đó đụng 2 3 không luôn nè. Hắt nó lên bờ. Chặn gỗ ở đây. Chặn sình luôn, chặn sình luôn. Ở đây bắt luôn đi. Hai con vô hai con luôn bạn ơi. Cái ông mập này ở sao ông lộ lộ hồi cái chừng ông mất tiêu cái quần ông la làng nữa nghe không? Đó 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 nó chạy lên đang sau lưng người. Vô một em gô phi nè. Vô mảnh rồi. Cái gô phi này hồi mình xử lý nó đi cái lâu kiếm gọng mai ăn. Nếu nhiều quá thì muối xả mai chiên đỡ tốn tiền ăn mai nữa. Nhiều không? Nãy giờ nhiều không? Nhiều lắm rồi đó. Quái con. Ờ. Vậy vậy ăn hai buổi. Thấy sao hai con em có hai con, hai mình mà. Thầy này. Chú xuống rồi hả? Ồ. Hai con bạn ơi. Kiếm cái lục kiến. Một, đẻ luôn rồi. Trời. Cái lục kiến đẻ trong xô luôn hả? Cái phi đẻ hả? Ngon hả? Ngon ta? Cái phi nó đẻ bằng miệng hả? Con kia nó đẻ rồi con đực nó ngậm. À nó ngậm nó dữ ha. Giống như nó thụ tinh cho trứng đó. Hay trời. Con người ta vậy chắc. Ừ. Không chùa ha. Cũng muốn đọc nữa kia trời ơi ngon. Nãy giờ nghe mình nó mười khoảng mười mấy con nha các bạn. Nhiều quá. Cá lô kiến không có. Cá lô kiến luộc xả là hết sảy con mà bảy luôn nha các bạn. Cá lô kiến này các bạn làm cũng được nhiều món lắm, luộc xả nè, rồi mình lột da ra, mình chia muối xả chiên nè.
nướng nè. Món nướng là món độc quyền nha các bạn. Thường ta nói là nhất nướng, nhì chiên, tam xào là tứ nấu nha các bạn. Nướng là tuyệt vời nhất. Thơm đó, nó giữ nguyên chất của con cá đó, nó ngọt, nó thơm. Đây thì có thằng cuối này là nó bắt cá hay nhất. Nãy giờ anh cũng lụm đâu mấy cua phi với mấy cá lau kiến rồi đó. Đó, đó cá lau kiến nè bạn. Đây. Hay hay con kêu nó. Con kêu nó là con máy bay nữa nha bạn. Chen vô mấy cây nè. Quá trời mấy cây được rồi chưa nè. Ăn, ăn gừng kiểu này hơi chậm rồi. Trời ơi. Đây sinh tồn nha các bạn. Này phải anh có đem hột quạt ra theo hồi mình nướng ăn luôn cho test tại chỗ cho các bạn xem luôn. Đây cậu vô nè, một xô rồi nè các bạn ơi. Quá đã, bắt một bữa ăn có thể được ba bữa nha các bạn. Thành quả sau 20 phút đi săn bắt hái lộp nha các bạn. Dương lộp kiến. Ồ, con nào nãy nó bự kìa các bạn ơi. Cái con này hầm xả thì thôi thôi. Con cá lộp kiến. Bể tay. Chín chín con không bị con bự được con. Chín là số đẹp. Số 9 là số đẹp. Chín con lộp kiến bự nha các bạn. Rồi cái này sao? Cộng à. Khoảng ký mấy hay ký cái ufi vậy? Cộng sống vậy. Được. Ê, cái chạch đó sao nãy bỏ vô luôn. Mấy mặn bỏ tủ lạnh. Mặn đại lên đi. Ờ mặn đi Cú Phi sao đâu sống. Mình có tủ lạnh rồi. Mặn bỏ tủ lạnh đi. Cú Phi gọng đâu sống, có không? Nó vào đây, mặn đi. Hồi bỏ mang cá lô kiến vô vô vào kìa. Nữa anh bắt nó dễ. Gai lô kiến qua chặt gai bỏ vào được nha. Nó dính gà. Nó ngon hả? Chặt gai sao sống? Sống mà thương á. Chặt hai gai hai bên á. Sẵn dưới lấy giùm cái gõ cái dao luôn anh. Dao nó nó luôn đi. Rồi thành quả nhiêu đó nha các bạn. Rồi thôi anh em mình xin chào tất cả các bạn cái clip này nha. Rồi chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Rồi chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ anh em mình để có động lực làm những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.